Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Maria. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai ván cờ của tay độc Nguyễn Thành Bảo đã chơi trên Thiên Thiên Tiền Kỳ. Hai ván cờ tấn công rất đẹp mắt của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Nhất là ván thứ hai khi Nguyễn Thành Bảo đã hậu thủ trước thế trận cấp tấn trung bình của đối thủ. Mời các bạn thưởng thức ván 1. Chứ 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 chứ
chứ. Trong thực chiến thì đối thủ cầm quyền đen đã chơi mã 8 tấn 6 thì lập tức báo chơi xe 6 thối 2 sát cục. Còn nếu như ở đây chơi xe 2 thối 5 ăn pháo thì đó sẽ chơi tiếp xe 6 bình 4 chiếu tướng, tướng bình 5, chúc 5 tấn 1 chiếu tướng. Nếu như ăn pháo thì đó sẽ chơi tiếp chốt 5 tấn 1 chiếu tướng, tướng bình 4 và chốt 5 tấn 1 sát cục. Còn nếu như ở đây chơi tướng 5 bình 4 thì đó sẽ chơi xe 4 bình 6 chiếu tướng, xe 2 bình 4 thì chốt 5 tấn 1 cũng sát cục. Cho nên đến đây đối thủ đã buông cờ chịu thua. Mời các bạn xem tiếp ván thứ hai với thế trận cấp tấn trung bình. Khi đối thủ chấp Nguyễn Thành Bảo một xe không kịp sức. Ván 2.
chứ. Chứ 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 Chứ将军 Pháo 7 bình 5. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, bên đỏ đã buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.